Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DeFi Discussion. Đây là chuỗi podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những thông tin cũng như những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuần vừa rồi, nếu như đảo qua các cái hệ sinh thái blockchain thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được một cái xu hướng, đó là các cái blockchain thế hệ mới ra đời về phía sau này thì có cái sự tăng trưởng dễ dàng nhận biết nhất, đó là giá giao dịch ở trên các cái sàn. Và đặc biệt là họ cũng đã công bố rất là nhiều những cái cập nhật, những cái thay đổi về mặt kỹ thuật và sản phẩm của mình. Thì trong cái bức tranh chung đó thì đâu đó nhiều người cũng thấy được là một cái sự chững lại của Ethereum, không chỉ riêng về cái câu chuyện là độ sôi nổi về những cái câu chuyện liên quan đến blockchain này, đặc biệt là sau cái nâng cấp Dan Kun, thì chúng ta có thể thấy là Ethereum đang đâu đó có cái sự tĩnh lặng và họ đang một phần nào đó là họ đang gặp những cái trúc trắc liên quan đến câu chuyện sản phẩm của mình. Thì trong tập tuần này chúng ta sẽ ngồi xuống để trò chuyện với nhau, để gợi mở với nhau những cái khía cạnh liên quan đến câu chuyện là liệu Ethereum có đang thực sự gặp một cái vấn đề gì đó sau cái nâng cấp Dan Kun hay không, và liệu các cái blockchain thế hệ mới họ có thể tận dụng được cái cơ hội này để vượt lên trong cái chặng đường phía trước hay không. Rồi, thì trước hết chúng ta sẽ nói đến ba cái vấn đề và ba cái lý do vì sao mà Ethereum đang được nhiều người lo ngại ở trong tuần vừa rồi về cái khả năng gọi là tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là như mình có đề cập hồi nãy, đó là sự trở lại của rất là nhiều những cái kẻ thách thức ha. Thì chúng ta thấy là với các cái ngôn ngữ Move chẳng hạn, thì chúng ta thấy là Sui và Aptos thì họ cũng đã có những cái hoạt động sôi nổi trở lại. Hoặc là một cái tên mà tưởng chừng như là đã đâu đó ngụp lạnh ở trong cái chu kỳ trước là Phantom, thì họ cũng đã trở lại với một cái nâng cấp tên là Sonic. Thì với cái sự trở lại của những cái kẻ thách thức này thì chúng ta dễ dàng nhận thấy được là một cái xu hướng rất là rõ ràng của những người tham gia thị trường DeFi ở thời điểm hiện tại, đó là họ đang mong muốn là luân chuyển cái dòng vốn của mình sang những cái nơi mà đã từng kém được chú ý ở thời gian trước cái nâng cấp Dan Kun, và họ có thể tối ưu được cái dòng vốn của mình. Thì đây là một cái xu hướng người ta gọi là rotator, thì nó cũng không mấy là xa lạ đối với nhiều anh em, đặc biệt là những anh em đã tham gia DeFi ở cái chu kỳ trước. Rồi, thì đó là cái lý do về mặt độ hiệu quả sử dụng vốn. Còn hai cái lý do tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề nó sâu hơn ở phía hạ tầng của Ethereum. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái lớp execution, cái lớp thực thi của Ethereum hiện tại. Thì như anh em cũng biết là cái lớp execution hiện tại của Ethereum thì nó không được nhanh, và nó đã chuyển giao cái phần execution này, cái tác vụ này phần lớn cho những cái layer 2 ở thời điểm từ 2022 đổ về sau. Thì chúng ta thấy là Ethereum đã có những cái lộ trình làm sao để tách cái lớp execution này và đưa cái tác vụ này lên cho các cái layer 2 để họ có thể xử lý và giúp giảm tải cho cái layer 1. Thì rõ ràng khi mà chúng ta nhìn thấy cái việc mà các cái layer 2 họ sử dụng một cái cơ chế là EVM thì họ cũng sẽ phải gặp rất là nhiều những cái thách thức, vì cái cách xử lý giao dịch nó sẽ phải tuần tự nhau. Thì câu chuyện này chúng ta đã bàn cách đây khá lâu rồi, rất là nhiều tuần trước đây rồi. Nhưng điển hình là trong tuần vừa rồi, khi mà cái blockchain layer 2 Base họ gặp phải cái làn sóng giao dịch nó tăng một cách đột biến sau Dan Kun, thì cái mạng lưới này đã phải đề xuất là nâng cái mức giới hạn gas. Thì cái câu chuyện này thì nếu anh em theo dõi các cái bài viết ở trên Coi68 thì bọn mình cũng đã đề cập. Thì hiểu nôm na là nâng cái giới hạn gas lên, tức là tạo ra một cái không gian lớn hơn để có thể nhét được nhiều giao dịch hơn ở trên cái block của layer 2 Base. Thì đây là một cái giải pháp tạm thời của Base. Thì sắp tới thì họ cũng sẽ phải liên tục theo dõi để họ nới rộng cái kích thước này ra, để làm sao mà nhét được nhiều giao dịch vào nhất và giảm thiểu cái chi phí trên mỗi đơn vị giao dịch. Thì đó là một cái ví dụ điển hình nhất về cái hạn chế trong cái lớp execution mà các cái hệ sinh thái layer 2 của Ethereum đang phải đối mặt. Tuy nhiên, như anh em sẽ thắc mắc là tại sao sau Dan Kun rồi, mọi người nói là Dan Kun sẽ giới thiệu một cái cơ chế mới là EIP-4844 và một cái dạng giao dịch mới, một cái dạng lưu trữ dữ liệu mới là blob, và nó sẽ giúp giảm thiểu chi phí cho layer 2
thì tại sao những cái giao dịch ở trên layer 2 nó bắt đầu nó có cái sự tắc nghẽn như vậy? Thì chúng ta phải phân tách ra hai phần, đó là cái phí giao dịch ở trên layer 2 á, thì nó sẽ bao gồm cái phí execution của bản thân cái layer 2, và cái thứ hai là cái chi phí lưu trữ dữ liệu ở dưới layer 1. Thì trước đây nó sẽ dùng cold data, nhưng bây giờ thì nó đổi sang blob rồi, và cái chi phí lưu dữ liệu bằng blob thì nó sẽ rất rẻ, và rất rẻ hơn rất nhiều so với cái hình thức cold data trước đây. Thì cái phần execution mình đã nói với cái ví dụ của Base, đó là bây giờ các cái layer 2 họ muốn giảm thiểu cái chi phí về execution thì họ sẽ phải nới rộng các cái kích thước khối của mình ra, làm sao để nhét được nhiều cái giao dịch vào nhất và xử lý được nhiều tác vụ nhất. Tuy nhiên với cái phần blob thì trong tuần vừa rồi Ethereum đối mặt với một cái hiện tượng có thể coi là cơn ác mộng của rất nhiều các cái blockchain trước đây, đó là cái inscription ha. Thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao đã có blob rồi mà chi phí giao dịch của layer 2 nó vẫn tăng như vậy. Thì đó là một phần do cái inscription này nó đã bắt đầu tạc các cái dữ liệu vào các cái blob, và việc tạc cái dữ liệu vào blob này thì nó đâu đó nó khiến cho chi phí của các cái blob này bắt đầu nó đội lên. Và khi mà cái chi phí của các cái blob này đội lên thì các cái layer 2 sẽ phải trả một cái mức phí cao hơn cho cái khâu lưu trữ các cái bằng chứng xác thực ở dưới layer 1. Thì trong tuần vừa rồi cũng là một cái câu chuyện liên quan đến cái blob, thì Ethereum đã có một cái khoảng thời gian đâu đó khoảng 2 tiếng là gặp vấn đề với cái khâu xác thực. Thì hiện tại ở cái thời điểm mình thu cái podcast này thì đội ngũ Ethereum Core Dev vẫn chưa có một cái công bố cụ thể liên quan đến lý do vì sao cái hiện tượng chậm xác thực mạng lưới này nó diễn ra. Thì theo những cái thông tin sơ bộ thì có thể hiểu nôm na là cái blob này nó không được tạo ra một cách liên tục ở dưới cái layer 1, dẫn đến cái việc là các cái validator họ không thể tương tác với nhau để xác thực cái dữ liệu của cái blob này. Thì từ đó nó ảnh hưởng một phần đến cái hiệu suất hoạt động của mạng lưới. Và cái việc mà blob nó không được tạo ra liên tục trong các cái khối của layer 1 nó còn bị làm trầm trọng hơn khi mà các cái hoạt động inscription như mình có đề cập hồi nãy đã gọi là làm tăng cái độ nóng của mạng lưới và khiến cho cái khâu tạo blob này nó còn trục trặc nhiều hơn. Và với việc là hoạt động theo các cái chuỗi liên tục nhau thì khi mà các cái blob này gặp vấn đề liên tiếp nối đuôi nhau thì từ đó nó sẽ làm trầm trọng hơn cái vấn đề và nó sẽ làm khó hiểu hơn cho các cái validator làm sao để họ có thể tương tác với nhau và xác thực cho mạng lưới. Thì đó là những cái thông tin hiện tại mình có liên quan đến cái vấn đề về blob và những cái trục trặc về mặt xác thực của Ethereum. Ok, thì như mình có đề cập ở cái phần này thì chúng ta có thể thấy là có ba cái vấn đề. Đầu tiên là sự trở lại của các cái kẻ thách thức về những cái câu chuyện mà họ kể và về cái gọi là cái động lực của bản thân những người tham gia thị trường, họ muốn luân chuyển dòng vốn. Và hai cái lý do còn lại thì nó liên quan đến vấn đề hạ tầng và sản phẩm. Một là liên quan đến cái khâu execution, khâu thực thi, và thứ hai là cái khâu consensus, là cái khâu đồng thuận, và cụ thể ở đây là những vấn đề liên quan đến blob. Rồi, thì chúng ta đã nói về những cái lý do vì sao mà thời gian gần đây Ethereum có thể coi là đã không còn giữ được cái sức nóng, đặc biệt là sau cái nâng cấp Dancun, cái sự FOMO nó bắt đầu nó hạ nhiệt dần và nó khiến cho Ethereum đâu đó không perform, không có cái phong độ nó tốt như các cái giải pháp thay thế. Vậy thì nhiều anh em sẽ thắc mắc là trong thời gian tới cái cán cân dòng tiền giữa Ethereum và các cái blockchain thay thế thì nó sẽ như thế nào, và đâu là những cái yếu tố quyết định liên quan đến cái cán cân, cái sức hút của dòng tiền. Thì phần này chắc chắn là sẽ đâu đó có những cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình, và mình xin disclaimer trước với anh em đó là đây hoàn toàn là những cái thông tin cá nhân mình thu thập và nó là góc nhìn cá nhân, và toàn bộ cái nội dung dưới đây nó sẽ không được xem là lời khuyên đầu tư. Tất nhiên những cái khía cạnh mà mình phân tích dưới đây thì mình sẽ cố gắng làm sao để nó đa chiều nhất và nó cân bằng nhất, chứ nó không quá là thiên vị cho một cái đối tượng nào cả trong cái cuộc thảo luận liên quan đến việc là cạnh tranh giữa các cái blockchain ha. Rồi, ok, yếu tố đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải nói đến, đó là cái khả năng giữ được cái dòng tiền. Thì đối với Ethereum ở thời điểm hiện tại thì các cái blockchain khác nó vẫn chưa sinh ra được một cái câu chuyện liên quan đến restaking, một cái game mà mình nghĩ là nó đã thực sự là
một cái chìa khóa để tạo ra những cái dòng tiền mới cho bản thân hệ sinh thái Ethereum. Đầu tiên chúng ta phải hình dung được là restaking nó sẽ tạo thêm cái động lực cho người dùng họ giữ Ethereum và họ ủy quyền cho các cái nền tảng, tức là đâu đó họ đã chấp nhận khóa cái lượng tiền của mình vào Ethereum. Thì đây là một cái hình thức để giữ được cái dòng tiền bản thân ở trong cái đồng ETH. Cái thứ hai là khi cái game restaking này nó tạo ra những cái point hoặc là những cái điểm thưởng airdrop, thì đâu đó nó sẽ tạo ra những cái lớp sản phẩm phía trên. Và chúng ta đã có rất là nhiều tập trong vài tuần gần đây chúng ta nói về những cái sản phẩm được xây đè lên trên cái lớp restaking, điển hình là của Eigenlayer. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thì việc xây đè quá nhiều cái lớp và việc có nhiều cái móc nối khác nhau giữa các cái sản phẩm thì nó có một cái lợi, đó là nó tạo ra thêm nhiều dòng tiền, nó có nhiều cái con đường để cho dòng tiền nó luân chuyển ở bên trong hệ sinh thái. Tuy nhiên nó cũng đẻ ra một cái vấn đề, đó là rủi ro. Thứ nhất là về mặt kỹ thuật và thứ hai là về mặt giá trị. Đâu đó sẽ có những cái sản phẩm họ sẽ tạo ra thêm những cái giá trị đến từ đòn bẩy, và đâu đó nó sẽ tạo ra thêm rủi ro cho hệ sinh thái. Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi và phải luôn tỉnh táo để có thể nhìn nhận ra được những cái dạng sản phẩm nào nó tạo ra thêm những cái giá trị mang tính đòn bẩy như vậy. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố liên quan đến mặt pháp lý, mặt chính thống của cái dạng tài sản. Cụ thể ở đây là cái đồng ETH. Thì như anh em cũng biết thì đến cuối tháng 5 này nó là cái kỳ hạn cuối cùng để SEC họ đưa ra cái quyết định về việc có thông qua cái đơn đề xuất lập các cái quỹ ETF spot cho Ethereum hay không. Thì đây là một cái yếu tố mà chúng ta cũng không có quá nhiều các cái dự kiện ở thời điểm hiện tại, mặc dù là khả năng cao theo những cái phân tích đến từ Bloomberg thì họ nghĩ rằng cái đề xuất này sẽ có khả năng bị từ chối và không được thông qua. Thì chúng ta biết trước đó Bitcoin là cái dạng tài sản đầu tiên trong cái thị trường tiền mã hóa này được thông qua cái đề xuất lập quỹ ETF spot, và Ethereum đang là cái dạng tài sản số đứng top 2 trong cái hàng đợi này. Thì chúng ta cũng không biết được là cái kết quả vào cuối tháng 5 nó sẽ như thế nào, nhưng sẽ có hai kịch bản. Thì cá nhân mình nghĩ rằng là nếu như Ethereum không được thông qua thì đâu đó cái dòng tiền có thể nó sẽ đổ về những cái tài sản mà nó đã có cái tính chính thống hơn, tạm gọi là cái tính chính thống hơn là Bitcoin, hoặc là cái nơi trú ẩn tạm thời có thể là các cái stablecoin. Còn trong cái trường hợp mà Ethereum được thông qua thì có thể đâu đó những cái dòng tiền nó có thể đổ ngược lại về cái hệ sinh thái của Ethereum, giống như cái cách mà chúng ta thấy dòng tiền nó đã đổ vào Bitcoin sau cái quyết định thông qua cái quỹ ETF spot của SEC. Và cái yếu tố thứ ba mà mình nghĩ là cũng đáng quan tâm đó là những cái cập nhật trong thời gian tới của Ethereum. Thì chúng ta biết là sau Dancun, Ethereum sẽ có một cái bản cập nhật rất là quan trọng, đó là Petra. Thì trong cái bản cập nhật này nó sẽ có rất là nhiều thay đổi liên quan đến, cụ thể là liên quan đến cái việc làm sao để tối ưu cái mạng lưới validator và làm sao để tạo ra một cái động lực về mặt staking nó hiệu quả nhất và nó giảm thiểu những cái rủi ro về mặt lạm phát nhất cho mạng lưới, và từ đó tạo ra một cái mức yield nó hợp lý, là nó đủ khuyến khích cho các cái validator nhưng mà nó cũng không quá là gây ảnh hưởng về cái mặt lạm phát cho cái đồng coin này. Thì ở thời điểm hiện tại khi mà mình thu cái podcast này á, thì những cái đề xuất liên quan đến nâng cấp Petra thì đâu đó nó sẽ tập trung nhiều ở cái lớp hạ tầng nhiều hơn, tức là liên quan đến các cái validator nhiều hơn, cái cách tổ chức lại hệ thống staking và làm sao để giảm thiểu cái tỷ trọng staking lại, để kìm hãm cái tốc độ staking lại, để làm sao để mạng lưới nó duy trì một cái lượng Ethereum lưu thông ở trong thị trường nó đủ để nó giúp luân chuyển các cái hoạt động ở trong hệ sinh thái, thay vì là nó được stake vào trong các cái validator đơn giản chỉ để kiếm yield. Đây là những cái gọi là những cái mục tiêu chính hiện tại ở thời điểm hiện tại mà chúng ta biết về cái nâng cấp Petra. Tuy nhiên, nếu mà nói xa hơn về trên cái lộ trình của Ethereum đối với những cái nâng cấp sâu hơn á, về sau này á, thì chúng ta cũng biết được là một cái hướng đi, đó là cái stateless. Thì cái câu chuyện về stateless này thì
anh em có thể tìm lại một tập ở trên DeFi Discussion. Bọn mình đã có một cái tập để nói riêng về cái tầm nhìn này. Thì đây là cái cách để giảm tải lưu trữ cho các cái validator, và nó sẽ giúp Ethereum thực sự là nhẹ hơn, và họ sẽ dần dịch chuyển được cái câu chuyện vận hành về lại cái layer 1 nhiều hơn, thay vì là đang phải tạm thời phụ thuộc vào layer 2 như thời điểm hiện tại. Thì thì đó là cái câu chuyện về stateless và rất là nhiều những cái cập nhật đáng chú ý trên cái lộ trình của Ethereum trong thời gian tới. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ đến anh em trong DeFi Discussion tuần này. Mình hy vọng là đâu đó cái nội dung của DeFi Discussion tuần này nó vẫn sẽ có một cái yếu tố khách quan nào đó. Mặc dù nội dung chính của chúng ta tuần này thì nói riêng về Ethereum, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã ngồi bóc tách với nhau về cả những mặt lợi cũng như là những cái hạn chế của Ethereum ở thời điểm hiện tại, và có thể là những cái gạch đầu dòng mà chúng ta có thể theo dõi ở trong thời gian tới đối với cái blockchain, cái hệ sinh thái blockchain mà có thể coi là một trong những đầu tàu của thị trường crypto. Thì hy vọng là nó không quá là bias, nó không quá là mang tính thiên kiến, và hy vọng là nó sẽ mang lại cho anh em những cái thông tin hữu ích để đưa ra các cái quyết định nó phù hợp trong thời gian tới. Rồi thì không nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion lần này. Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường DeFi anh em ha. Rồi bye bye anh em.